Khi sát thủ chìm đắm vào tình yêu sẽ như thế nào? Taro Sakamoto từng là sát thủ giỏi nhất thế giới, là kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi vào trái tim bé nhỏ của những kẻ xấu. Nhưng giờ anh ta đã quay xe và ở nhà bán tạp hóa cùng vợ con. Một ngày nọ, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Sakamoto bước vào một cửa hàng tiện lợi. Anh bắt gặp và yêu ngay một nhân viên bán hàng xinh đẹp tên là Aoi. Anh trở nên say mê cô đến mức quyết định rời bỏ thế giới sát thủ để có thể ở bên cô. Thật là cô bán hàng may mắn. Sau khi một thời gian hẹn hò, Sakamoto và Aoi kết hôn. Họ quyết định mở cửa hàng tạp hóa nhỏ và có một cô con gái tên là Hana. Nhưng thời gian thật tàn nhẫn, từ một người đàn ông sát thủ tài hoa đẹp bút trời, anh lại phát tướng trở thành ông chú mập mạp mũi mỉm như mấy ông già trong phim Hai Tên. Nhưng một ngày nọ, một kẻ trong quá khứ đến thăm anh với lời đề nghị mà anh không thể từ chối. Quay trở lại thế giới sát thủ hoặc thế bộ này hài vãi, hãy xem và cười như ngã luôn. Xem đi, không tốn thời gian đâu.